Chào mừng các bạn đến với 1 phút Bitcoin, chương trình cập nhật về tình hình giá của Bitcoin và thị trường crypto lúc 9 giờ sáng hàng ngày. 24 giờ đã trôi qua nhưng Bitcoin vẫn kiên trì đi ngang biên độ 21.700 đến 19.700 đô la. Nhìn chung, Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm. Để biết được các mốc cần quan sát tiếp theo, các bạn có thể xem lại các tập 1 phút Bitcoin mà chúng tôi đã đăng tải trước đó. Hiện tại Dữ liệu cho thấy các thợ đào đang gấp rút bán để bù đắp cho các khoản chi phí và khoản vay. Với việc tỷ lệ hash được duy trì ở mức cao trong lịch sử và giá Bitcoin dao động quanh mốc 20.000 đô la cho thấy các thợ đào đang vật lộn để hòa vốn. Dự trữ của các thợ đào đã giảm 18.251 Bitcoin kể từ ngày 14 tháng 6. Ngoài ra, 2,25 tỷ đô quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn vào hôm nay. Quyền chọn Bitcoin là một dạng hợp đồng phái sinh, trong đó người nắm giữ có quyền chọn mua hoặc bán Tổng vốn hóa thị trường ngày hôm qua là 930 tỷ đô la, tăng 5% so với ngày trước đó. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 61 tỷ đô, giảm gần 13%. Cả thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, bằng chứng là chỉ số tham lam và sợ hãi đứng yên ở mức 11. Bitcoin Dominance đã giảm về 43,1%. Tiếp nối thành công ngày hôm qua, các an coi có vốn hóa thấp được đà tăng mạnh như Storj tăng gần 43% hay Medic tiếp tục tăng gần 24%. Skyverse TV sẽ luôn theo sát và cập nhật tình hình thị trường mỗi ngày. Các bạn hãy theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào cũng như đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn nhất.